Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi thông tin mạng xã hội nóng nhất trên kênh YouTube tạp chí Việt Times. Thưa quý vị, những ngày qua, cường độ giao tranh trên chiến trường Ukraine đã giảm do điều kiện thời tiết xấu. Nga sử dụng máy bay không người lái, tên lửa Iskander và bom hạng nặng để tấn công nhiều mục tiêu quân sự của Ukraine. Ngày 29 tháng 11, phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái ở khu vực Moscow. Trong những ngày gần đây, lần đầu tiên kể từ tháng 8, một máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở của Nga ở Ryazan. Tuy nhiên, máy bay này đã bị chặn trong khu vực của một nhà máy lọc dầu. Một máy bay không người lái khác cũng đã cố gắng tấn công nhà máy sản xuất máy bay ở Smolensk. Rất may, lực lượng phòng không Nga đã phát hiện kịp thời và tiêu diệt. Về phía Nga, quân đội tiếp tục triển khai các cuộc tấn công vào nhiều mục tiêu trên khắp Ukraine. Ngày 29 tháng 11, các nguồn tin Ukraine xác nhận, Nga tấn công sân bay Starokonstantinov. Sân bay Starokonstantinov có vai trò quan trọng đối với Ukraine. Vì vậy, sân bay này bị tấn công sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến lực lượng Ukraine. Cũng trong ngày 29 tháng 11, truyền thông Ukraine thông tin, Nga triển khai cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái, tên lửa Iskander và bom hạng nặng và nhiều cơ sở quân sự của Ukraine ở Voronezh của vùng Mykolaiv, Vinnytsia, Belaya-Tseva, vùng Kiev, Kanatovo của vùng Kirovograd, Zaporizhia của vùng Donetsk, Slavyansk, Kramatorsk và Konstantinovka. Cảnh báo không kích đã vang lên ở 6 khu vực của Ukraine, bao gồm cả Kiev. Trong những ngày gần đây, nhiều vụ nổ cũng đã xảy ra ở vùng Odessa. Các ngoại trưởng NATO thừa nhận thất bại trong cuộc phản công của Ukraine. Trong bối cảnh Ukraine đang thất bại, có khả năng Nga sẽ tiếp tục đẩy mạnh tấn công. Quân đội Nga đã đạt được những thành công về mặt chiến thuật ở các hướng Donetsk, Bakhmut và Kupiansk, trong khi cuộc tấn công của Ukraine ở bờ đông sông Donetsk sắp thất bại. Quân đội Nga có mọi cơ hội để xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine và tiến hàng chục km khi bắt đầu chiến dịch mùa đông. Bước đột phá như vậy sẽ giúp quân đội Nga tiếp cận không gian hoạt động ở phía đông Ukraine. Cách đây vài ngày, ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ tiếp nhận tàu chiến từ đối tác để hộ tống các tàu đi theo hành lang ngũ cốc thay thế ở Biển Đen. Trong khi đó, ở phía Bắc, Phần Lan đóng cửa biên giới với Nga vào ngày 30 tháng 11. Cách đây 84 năm, ngày 30 tháng 11, chiến tranh mùa đông giữa Phần Lan và Liên Xô bắt đầu. Trong khi đó, các tàu NATO đang phong tỏa vịnh Phần Lan trong khuôn khổ cuộc tập trận gió đông. Một nhóm lực lượng lớn, bao gồm hơn 5.000 quân nhân, 30 tàu và 20 máy bay đã tiếp cận biên giới phía Tây Bắc nước Nga. Nga đang tích trữ kho tên lửa lớn nhằm chuẩn bị cho các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine trong mùa đông này. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định ngày 29 tháng 11, phát biểu sau cuộc họp ngoại trưởng các nước NATO ở Bruxelles, ông Stoltenberg đã nhắc lại lần thứ hai trong tuần này rằng phương Tây không nên đánh giá thấp Nga. Nga đã tích trữ một kho tên lửa lớn trước mùa đông và chúng ta đều thấy đây là những nỗ lực mới nhằm tấn công vào lưới điện cũng như các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine để khiến cho Ukraine chìm trong bóng tối và đánh giá. Tổng thư ký NATO cho hay, khi thời tiết mùa đông làm chứng lại tiến triển trên tiền tuyến vào năm ngoái, Nga bắt đầu tấn công dồn dập tên lửa và UAV vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Trong một thông báo ngày 29 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các tên lửa và UAV đã được sử dụng để tấn công radar, các hệ thống phòng không, kho nhiên liệu, đạn dược cũng như lực lượng và trang thiết bị của Ukraine ở một số khu vực. Một cuộc tấn công UAV quy mô lớn ngày 25 tháng 11 cũng nhằm vào các cơ sở năng lượng ở Kiev và một số khu vực xung quanh. Trong những tuần, Nga mới tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2 năm ngoái. Các quan chức quân sự ở Washington và Kiev cho rằng Moscow chỉ có nguồn cung tên lửa trong một vài tuần. Tuy nhiên, vào cuối tháng 12 năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố tên lửa Kalibr sẽ không bao giờ cạn kiệt. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky yêu cầu nhiều hệ thống phòng không tiên tiến hơn từ phương Tây trong những tháng qua. Tuy nhiên, Mỹ hiện chưa thể cung cấp các hệ thống này với gói hỗ trợ vũ khí mới nhất từ Washington, bao gồm một số lượng không xác định đạn dược cho hệ thống NASAMS, thay vì hệ thống Patriot mà ông Zelensky yêu cầu từ năm ngoái. Đầu tháng này, Nhà Trắng thừa nhận đã dành gần hết số tiền huy động trước đó cho Kiev. Tổng thống Biden đã yêu cầu Quốc hội thông qua gói ngân sách bổ sung trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Song đề nghị này vẫn để ngỏ giữa bối cảnh vấp phải sự phản đối từ một số nghị sĩ Đảng Cộng Hòa.
Ukraine đã công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc quân đội nước này triển khai hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS để nhắm vào hệ thống tên lửa phòng không Buk của Nga. Cục truyền thông chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine Stratcom ngày 29 tháng 11 cho biết, một cuộc tấn công đã diễn ra trên mặt trận Kherson. Các đơn vị của cơ quan an ninh Ukraine đã theo dõi hệ thống phòng không Buk của Nga trước khi cung cấp tọa độ cho đơn vị pháo binh quân đội Ukraine để thực hiện thành công cuộc tấn công. Theo thống kê từ Pravda, kể từ khi xảy ra xung đột vào tháng 2 năm 2022, Ukraine đã phá hủy 5.538 xe tăng, 10.312 xe chiến đấu bọc thép, 7.908 hệ thống pháo binh, 910 hệ thống tên lửa phóng loạt, 600 hệ thống phòng không và nhiều trang thiết bị khác của quân đội Nga. Buk là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung di động, được Nga thiết kế để bảo vệ quân đội và các cơ sở hậu cần trước những mối đe dọa từ trên không. Khả năng của Buk được mở rộng để chống lại các mục tiêu trên không khác nhau, bao gồm máy bay chiến thuật và chiến lược, tên lửa hành trình, máy bay trực thăng và máy bay không người lái. Hệ thống phòng không này cũng có thể hoạt động ngay cả trong môi trường thời tiết khắc nghiệt. Buk M3 là biến thể tiên tiến nhất của dòng hệ thống tên lửa Buk do Tập đoàn Quốc phòng Almaz Antey của Nga phát triển từ những năm 1990. Năm 2016, Buk M3 được đưa vào phục vụ trong quân đội. Hệ thống Buk M3 đã trải qua những cải tiến đáng kể so với các hệ thống tiền nhiệm. Một trong những tính năng chính của Buk M3 là các linh kiện điện tử tiên tiến và hệ thống hỏa lực mới có mức độ nguy hiểm cao hơn. Thế là, radar và bệ phóng thiết bị vận chuyển của hệ thống đã được nâng cấp lên khung gầm bánh xích, mang theo 6 tên lửa sẵn sàng khai hỏa. Thiết kế này cho phép Buk M3 đồng thời theo dõi và tấn công nhiều mục tiêu, mang lại khả năng phòng thủ vững chắc trước các cuộc tấn công phối hợp trên không. Buk M3 sử dụng tên lửa 9M317M mới với tầm bắn được tăng lên và hiệu suất tổng thể được nâng cao so với các phiên bản trước đó. Tên lửa có trọng lượng 795kg với khối lượng đầu đạn nặng 62kg, có khả năng tiêu diệt mọi loại mục tiêu trên không ở cự ly từ 2,5 đến 70km, tốc độ 3.000m/giây ở độ cao từ 15cm đến 35km. Thưa quý vị, tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine vẫn đang còn nhiều diễn biến căng thẳng. Những thông tin mới nhất về diễn biến sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.